khói đêm đoạn công lê huy đêm tháng 6, hà nội bàng lạng khói như sương đứng trên nhà cao tầng nhìn xuống tượng mây ở dưới chân mình nhưng đúng là khói và báo chí chỉ đích danh là khói đốt đồng của những cánh đồng ven đô cũng lạ khi mà những cánh đồng đã lùi xa lắm rồi khi mà những công trình xây dựng đã xới tung san lấp cưỡng bức động quê Khi mà không còn dễ dàng định nghĩa trực quan cho đám trẻ con thế nào là mênh mông, là bát ngát Khi mà diều chẳng có mạ bay, hết mục đồng sáo thổi, cánh cò lạc ca dao xa vời Khi mà trên trời chiều, ánh chớp gạch tên những đám mây Còn ở dưới đất thì ngày mỗi ngày những dự án tham lam gạch tên cánh đồng Tháng 7 Tôi đọc thơ Vi Thủy Linh, nhà thơ và tình yêu cuồng điên và tình công dân cuồng nộ. Chị muốn xé tua trói buộc ưu tư, cắm vào ruộng làm bù nhịn rơm để ngăn những chiến binh hiếu thắng trên trận tuyến mưu cầu dục vọng trong mỗi chúng ta đang trầu trực lăm le cơn nẫng đoạt dối bời thân cỏ mật để giữ những cánh đồng tận tụy hiến dâng những cánh đồng người nông dân một nắng hai xương cày sới, trải hàng nghìn năm tôi luyện đất đất mới trở thành đất chuyên biệt cho trồng lúa. Những cánh đồng bờ sôi ruộng mật còn từ chất lượng đất tự nhiên, thủy thổ, khí chất của vùng, rồi nhờ vào chăm bón và trải lớp lớp thế hệ qua hàng thiên niên kỷ cày cấy mới thành. Vậy mà vẫn còn nhiều khu công nghiệp bỏ hoang, một khu công nghiệp loại vừa cũng chiếm cỡ 100 hecta đất. Một khu công nghiệp bỏ hoang là hàng triệu mét vuông ruộng đất chết Nông dân mất đất khoảng cách giàu nghèo ngày càng doãn xa xuất hiện những nhóm nghèo mới đã đến lúc tác dụng của đô thị hóa phải được đánh giá cẩn thận và cân nhắc đầy đủ trong mọi quy hoạch kế hoạch để có chính sách và giải pháp phù hợp tránh lợi ích cục bộ và thiếu công bằng phân phối tài nguyên đất đai đêm hà nội vẫn khói báo chí thì gióng chuông ô nhiễm, nhà khoa học thì tranh luận giải pháp xử lý cánh đồng sau gặt. Đi trực đêm về, tôi hít sâu mùi dâm dạ giữa hai lạng cao ốc, khói bàng lạng trên đầu tôi nhưng không phải để gióng chuông, để giải pháp, mà là để nhắc nhở, để lay gọi. Bảng lạng trên đầu tôi chính là hồn của đất đai, là vong, là linh của bao đời còn lại trên những cánh đồng.